Trung Hòa Nhân Chính từng được xem là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội. Nhưng sau gần 20 năm, mật độ xây dựng, dân số tăng cao, thiếu không gian công cộng, cây xanh đã khiến khu đô thị này trở nên chật chội, nhếch nhác. Không những thế, tình trạng chợ cóc, hàng quán lấn chiếm vỉa hè còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Ghi nhận của phóng viên truyền hình VOV. Được khởi công năm 2003 và đưa vào hoạt động từ năm 2006, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính từng được xem là một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội. Tuy nhiên, sau 20 năm triển khai, mật độ xây dựng, dân số tăng cao, đất bị sử dụng sai mục đích, thiếu không gian công cộng, cây xanh đã khiến khu đô thị này trở nên chật chội. Khu đô thị hiện nằm trên các trục đường Nguyễn Thị Thập, Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương và Hoàng Minh Giám thuộc quận Cầu Giấy. Hiện nơi đây gồm 18 tòa nhà cao từ 17 đến 34 tầng, dân số trung bình từ 500 đến 1.000 người một tòa và mật độ xây dựng đã tăng lên hơn 50%. Thời điểm quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt năm 2000, mật độ xây dựng tại khu đô thị này là vào khoảng 34,88% với 8 tòa nhà cao trung bình từ 6 đến 7 tầng. Hiện giá trung bình căn hộ chung cư tại đây dao động từ 45 đến 55 triệu đồng một mét vuông. Theo những người dân sinh sống tại đây, do không gian hạn chế nên vỉa hè lòng đường tại khu đô thị được tận dụng làm nơi đỗ xe. Việc này gây ùn tắc giao thông mỗi giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tình trạng chợ cóc, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, khu vui chơi của người dân đã diễn ra suốt nhiều năm nay, khiến khu đô thị trở nên nhếch nhác, hỗn loạn, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính cũng thiếu hụt các công trình công cộng, không gian xanh dành cho cư dân. Nơi được quy hoạch là vườn hoa nội khu, nơi cư dân tập thể dục, sinh hoạt, vui chơi, hiện đã trở thành nơi tập kết rác và bãi xe của khu chợ bên cạnh. Ngoài ra, khu đất dịch vụ ký hiệu C2 được quy hoạch là dự án y tế, nhà văn hóa và chỗ để xe phục vụ dân cư, nhưng vẫn bị bỏ hoang gần 20 năm nay.